trọng. Rồi, đây mới là đi chữa lành nhé. Chữa què, đi chữa què. Đi về là lành luôn. Đi hôm nào? Hôm cuối thứ hai. Không không lâu rồi đâu, đã không đi phải 2 giờ đâu, 1 giờ thế là 2 giờ 1 giờ. Du lịch đấy. Con nằm buổi mưa. Trời thì mưa râm ra. Mát rồi. Gửi ra cao tốc. Mày yên tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó, quay xong cái nó bị cướp luôn. Đây là đám bánh hỏi cháo ruồi. Úi giời ơi, đấy, trước giờ ăn là phải cúng cơ nhá. Nhìn mặt một cái bằng cái đĩa này ngon không? Cái bát cháo trông đẹp nhỉ? Đây bánh thắm thì chấm được chưa? Vâng. Cúng à? Tôi ăn đi. Làm cái sao đi à? Ừ. Đâu phải tính sợi của anh em mình rồi nhỉ? Để lê la. Dạ. Thích thì đi. Dừng lại, thích thì nghỉ. Hôm nay thứ 7 mà không đi làm á. Bị chân đau nha, nhưng mà vẫn cứ là quay bình thường. Chân này bị chân. Chân chân đây đây đây. Lấy cái chân. Sời, chân tay nó không liên quan đến nhau cả. Dân chơi nó phải thế. Chơi rồi thế. Wow. Đẹp ghê. Ít nhất không mưa đã là. Không mưa anh em nhớ được kiểu ảnh nào. Còn nó là phụ đây, mình là thích. Mình là chính. Anh nhở, nguyên cái quả mà thời tiết ủng hộ. Đây là trời ấy thôi chứ không xanh đẹp lắm anh nhở. Nó có trong này, trong này thôi nó trong này. Trong mắt luôn. Trời như này. Nắng lên là nó trong mắt luôn. Radisson.
chắc cũng không có người. Đang sửa, đang sửa. Đang sửa. Chắc có chủ mới đầu tư. Kiểu luôn, ui giời ơi. Kiểu thế. Trắng hiếu á, nó còn trắng ẩn. Nhưng mà đẹp. Quá đẹp luôn. Ờ, đẹp, hai bên nó quá xanh mà. Đẹp thế. Đẹp thế. Chắc là vào điện gió mình đi đường này đấy. Đúng không? Ờ, mình cứ đi ra ngoài nữa. Ừ, đẹp thế nhở. Đây là các cụ ở. Các cụ ở tan mặt tiền mấy cái này. Đẹp. Này, đẹp chưa? Nghĩa trang quá ngon. Đây là nghĩa trang lại nhầm. Ờ, nghĩa trang. Bắt đầu em tưởng nó là cái chỗ bán bia mộ, nhưng mà không phải. Không. Nó là nghĩa trang. Đây là nơi yên nghỉ.
ảnh đúng như đấy luôn, nước ngoài luôn. Có ống tele ấy nhở. Sinh cái tiểu tiểu mộ chép anh nghĩ là thì vừa đi qua chỗ nghĩa trang thì mình nghĩ là ở đây có dịch vụ đấy nhưng mà mình nghĩ lại là mà anh em nó phải để là dấu phẩy tắm phẩy tiểu đúng không đây nhở anh nhìn này thôi nhưng chụp lên ảnh mà chụp bằng máy xịn em không chỉnh sửa em thành vẻ đẹp siêu thực trên thế giới đấy ở ta nó sâu nhỉ nhìn đẹp nhở. Đẹp thế, chỗ đẹp nhỉ? Ừ, chỗ đẹp thật, nhìn như là lâm trại bò sữa châu Âu. Đấy chưa? Đấy, chỗ đéo nào nó đẹp anh ạ. Thank you.
đây như này, dân Hòa Bình nhá, thuê hẳn thợ chụp ảnh của Hải Phòng về trong Bình Thuận chụp ảnh, sợ chưa? Cả ekip đi kèm. Trời ơi. Chất luôn. Kính cong thôi nhưng mà khoảng 15 em. Thay đổi một. Em đi thương binh anh. Anh được đấy. Đây. Này, bỏ tất cả lại sau lưng, nhìn ra bên ngoài, sợ chưa xa xăm. Ô, nhớ gái này, đây là nhớ gái này. Tâm trạng vãi ra này. Này, tôi chảnh chó luôn, gọi không thêm trả lời luôn, cũng chảnh chó. Đây này, cu này, cu. Đằng sau áo xanh nha, áo xanh đằng sau nha. Ôi thật, con này chảnh chó thật. Rồi, móc móc tai chó cũng đưa mũi người. Bắt được con tang rồi nhá. Xong xong. Lết bằng mông ngơ, không đau tí nào luôn. Không em ơi, gọi cái gì thì uống rồi. Đồng quật gió mắc đỉnh. Đây là căn nhà của ba Luti ở.
Ui giời, cái giường ở trên này ai làm được nhỉ? Có ướt không? Chắc ướt hết. Đi em ơi, ra biển đi. Thôi đi lên này được, nó bảo đi nối quán cà phê nhà nó đây này. Thôi thôi, không cần, mẹ đi lên này. Không có bẩn đâu. Cả một cái giải bao nhiêu km? Ừ. Lạnh. Hay là người ta phải chạy cho người ta mới tắm.
ơi. Biển đi dọc trên chán này đi trên xuống biển. Đừng quay. Đúng rồi, đi tiếp anh. Xuống đi. Thank you.
đây cà tí này, vừa vào cà tí. Bãi đá Ông Địa đấy, một trong những điểm mà hot dần dần trên mạng xã hội ấy. Đoạn này giống Đồ Sơn nhỉ? Nhìn ra chỗ bộ xây dựng kia. Đi nữa này, đi này. Đấy đấy đấy, xong rồi bên kia bên đấy. Không to với cảnh trai quá. À, phát hiện ra một khóa tình yêu mà sắp đứt đây này. Tình yêu mà sắp rụng rồi này. Đây này này. Chuột chuột. Đấy, ớ. À.